bày cách đối nhân xử thế, đem lại cuộc đời thông thuận. Kính thưa quý vị, cuộc đời của một người có may mắn hay không, quý nhân nhiều hay ít, đều có quan hệ chặt chẽ với tâm tính và cách đối nhân xử thế của người ấy. Dưới đây là 7 việc nên làm thường xuyên hàng ngày để cuộc sống thông thuận và gặp nhiều may mắn hơn. 1. Mỉm cười với người khác, khí chất càng ngày càng tốt. Mỉm cười là danh thiếp tốt nhất, đẹp nhất của đời người. Mỗi người mỗi ngày đều có thể nở nụ cười khi mà tiếp xúc với người khác, thì mỗi ngày tâm tình người ấy đều tràn ngập niềm vui. Mỉm cười cũng là ngôn ngữ tốt nhất giữa người với người. Người ta thường nói, mỉm cười là cách để làm nở bông hoa xinh đẹp nhất ở trên khuôn mặt, là cách tạo nên vẻ đẹp nhất của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người lại với nhau. Mỉm cười là thái độ sống tích cực, vô luận là người nghèo hay giàu, địa vị cao sang hay thấp hèn đều không bị chi phối. Mỉm cười cũng là một loại tu dưỡng, là thể hiện sự tôn trọng đối với người khác, cũng thể hiện sự tôn trọng đối với cuộc đời. 2. Thay đổi tâm thái, tình cảnh càng ngày càng thuận. Đối với thế giới này mà nói, sự thay đổi của hoàn cảnh cũng không phải là điều quá quan trọng, mà điều quan trọng hơn là thế giới nội tâm của chúng ta ra sao. Khi lâm vào nghịch cảnh, tâm thái của chúng ta như thế nào? Con người khó mà cải biến được hoàn cảnh, làm cho hoàn cảnh thích ứng với cuộc sống của mình, nhưng lại có thể khiến cho bản thân mình thích ứng được với cuộc sống. Con người thường thường đều bởi vì hoàn cảnh bên ngoài mà sản sinh ra những tâm thái khác nhau. Khi nghe được một câu nói tốt, đạt được một thứ mình mong muốn thì vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy. Nhưng khi nghe người khác chỉ ra điểm khuyết thiếu hay mất đi một thứ gì đó, liền có tâm thái chán nản, bi quan. Nhưng tâm thái của một người như thế nào sẽ dẫn cuộc đời người ấy đi theo hướng đó. Vì vậy, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nghĩ nhiều hơn tới những điều tích cực là một cách sống thông minh. Trong kinh dịch, Hệ Từ Hạ viết, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu, tức là sự vật khi phát triển tới mức cực điểm, khi đã tới cùng tận thì tất phải biến hóa, sau khi biến hóa liền thông đạt, nhờ thông đạt mà được giải lâu. 3. Thông hiểu người khác, tri kỷ càng ngày càng nhiều. Giữa người với người mà khuyết thiếu sự thấu hiểu thì tất sẽ sinh ra thị phi, tranh chấp và hiểu lầm. Hơn nữa, giữa những người khác nhau cũng cần có phương pháp giao lưu, trao đổi khác nhau. Những người có vận khí tốt tuy nhìn thấy rất nhiều khuyết điểm của người khác, nhưng vẫn luôn giữ được lòng trắc ẩn, tình yêu dành cho vạn vật, có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác bên trong những điều tồi tệ. Họ có thể chấp nhận bản thân, chấp nhận người khác, cũng có thể chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Người có thể mở lòng để thấu hiểu người khác, thông thường sẽ được người khác đặt niềm tin, dễ dàng chia sẻ và tương trợ lẫn nhau. 4. Bao dung người khác, cuộc sống càng ngày càng đẹp. Đối xử nhân hậu, bao dung, tha thứ cho người khác chính là một loại trí huệ. Người có lòng bao dung biết cách trở lại cho người khác một đường lui. Họ không chỉ trích quá mức, cũng không gây khó dễ cho người khác, ngay cả khi người khác có lỗi với họ. Bao dung là một loại cảnh giới, một loại trí tuệ, nguyên là xuất phát ra từ tấm lòng lương thiện. Sức mạnh của lòng bao dung có thể khiến người xấu biết nghe lời phải, thu phục được lòng người và cải biến được nhân tâm. Người bao dung trong lòng luôn thoải mái, thản đãng và cuộc sống luôn tốt đẹp. 5. Tán thưởng người khác, nhân tế càng ngày càng rộng. Tán thưởng, khen ngợi người khác không chỉ khiến họ có động lực hơn, mà còn là một loại tu dưỡng nhân cách, là cách làm thăng hoa khí chất của chính bản thân mình, cũng thể hiện ra cách đối nhân xử thế của bản thân, khiến tấm lòng mình rộng mở hơn. Trong cuộc sống hiện thực, mỗi người đều có khát vọng, mong ước được người khác tán thưởng, khen ngợi. Đồng dạng như vậy,
mỗi người cũng cần học cách tán thưởng, khen ngợi người khác. Tán thưởng người khác và được người khác tán thưởng đều mang lại một sức mạnh to lớn cho đôi bên. Nó khiến tâm của người ta trở nên khoái hoạt hơn. Mối quan hệ giữa đôi bên cũng nhân ái, an tưởng hơn. 6. Thiện lương với người, thế giới càng ngày càng thuần khiết. Cảnh giới tinh thần của một người thường đi cùng với sự thiện lương của bản thân họ. Người càng lương thiện thì nhân cách càng lớn lao. Họ làm việc có thủy có chung, xem trọng trách nhiệm của mình, vô tư không vụ lợi. Họ làm việc không xuất phát từ dục vọng và công danh, lợi lộc, nên không bị chúng che mờ hai mắt, chỉ thuận theo tiêu chuẩn đạo đức của lương tri. Vì vậy, thế giới của người ấy càng ngày càng thuần khiết. Một người sẽ không bởi vì thiện tâm thiện đức của mình mà bị tổn thất điều gì cả. Trái lại, bởi vì thiện tâm thiện đức mà người ấy sẽ nhận được phúc báo. Những người như vậy, họ sẽ nhận được những hồi báo mà họ không tưởng tượng ra. 7. Cảm ơn người khác, vận khí càng ngày càng tốt. Cảm ơn là một loại đạo đức tốt đẹp. Khi một người luôn mang trong mình lòng biết ơn bề trên, biết ơn đấng sinh thành, biết ơn vạn vật, thì người ấy đã là người thấu hiểu đạo lý của tự nhiên, đạo lý làm người. Người như vậy biết trân quý sinh mệnh, sống thuận theo tự nhiên, phù hợp với đạo, là người trí tuệ, nên cuộc đời của người ấy tự nhiên cũng thông thuận, may mắn. Đó cũng chính là phúc báo của lòng biết ơn. Nhiêm Phục tiên sinh, tuy rằng như vậy nhưng thuận theo thời gian, quan điểm về rất nhiều phương diện của hai người càng ngày càng khác xa nhau, mối ngăn cách càng ngày càng sâu. Nghiêm Phục không những nhiều lần chỉ trích Lương Khải Siêu mà còn công khai dùng nhiều từ ngữ phê bình và không ủng hộ Lương Khải Siêu ở trong chính các tác phẩm của mình. Trước việc Nghiêm Phục không ngừng chỉ trích phê bình mình, Lương Khải Siêu vẫn một mực lựa chọn im lặng, trầm mặc không lên tiếng tranh luận hay chỉ ra chỗ thiếu sót của Nghiêm Phục. Thậm chí lòng tôn trọng của ông đối với Nghiêm Phục cũng không vì thế mà suy giảm đi. Bất luận là ở sự kiện quan trọng nào, Lương Khải Siêu vẫn mời Nghiêm Phục tham gia. Chính bởi vì Lương Khải Siêu luôn biết tôn trọng người khác, nghĩ cho người khác, nên ông được người đời tôn kính. Trong đối nhân xử thế, cần làm được như Lương Khải Siêu vậy, bởi vì chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy những biểu hiện bề ngoài của người khác, mà không thể thực sự cảm nhận được những nỗi khổ mà họ phải gánh chịu. Nên cho dù đối với người thân hay người xa lạ, chúng ta đều cần học cách tán dương, khen ngợi ưu điểm của họ, bao dung khuyết điểm của họ và thông cảm với nỗi khổ không thể nói ra của họ. Biết suy nghĩ vì người khác thì sẽ biết cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Hơn nữa, khi có thể đứng ở lập